Thường đã ngày nào mình không hên thì thường nó hay thu hút những cái điều không hên liên tiếp nó tới lắm. Đó bởi bởi vì sao? Bởi vì bên trong của mình không tích cực. Không tích cực thế là hết chuyện này tới chuyện kia. Là những cái ngày mà tốt đẹp thì cũng tốt đẹp cho lắm, những ngày không tích cực thì hết thu hút hết chuyện này tới chuyện kia. Đó mà là bởi vì cái tâm của mình nó thu hút đến, do cái cảm xúc bên trong của mình thu hút đến. Nên là Diễm sẽ chỉ cho các anh chị rồi một cái phương pháp để giúp cho các anh chị có thể chuyển hóa được cuộc đời của mình luôn anh chị, cực kỳ hay luôn. Đó là chỉ cần là các anh chị giữ cho cái gọi là cái tâm của mình, giữ cho cái cảm xúc của mình luôn luôn tập trung vào những cái điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn. Và thì đây là một cái tấm bùa, gọi là tấm bùa hộ mệnh. Nói tấm bùa hộ mệnh để mình mô phỏng thôi nha, chứ không có bùa chú gì ở đây hết á. Kiểu giống như là nó một hồi xưa mình coi phim á, là một cái kim chỉ bài đó, là không mà đưa cái cho trong phim Trung Quốc gọi là gì ta, của ông vua cho đó. Một cái tấm đưa cái tấm đó ra, à lệnh bài hả, cái giống như là khi mà đưa cái đó ra là các chị được miễn hết, là tất cả mọi thứ là coi như là mình sẽ được miễn hết đâu ạ. Nó hay như vậy đó các chị, kim bài đó, kim bài mình hội coi như nghe chị cũng coi phim Trung Quốc dữ hen. Ai cũng biết hả, ghê thiệt, quá khứ dữ dội thiệt. Nó là vậy đó nghe chị, có nghĩa là nó gần 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 gần, gần tới thôi, nghe chị chỉ cần đưa cái kim bài đó ra thôi là nó sẽ chuyển hướng ngay, nó hay như vậy luôn đó. Các anh chị đang ai cũng có cái này, mà ai cũng có cái kim bài này, mình phải biết cách sử dụng. Diệp nói thiệt, anh chị nào cũng có hết, nhưng mà các anh chị phải biết cách sử dụng. Giờ lỡ rồi, lỡ mình làm chủ cái tâm trí của mình không được tốt, lỡ nó sân lên, đúng không, tham sân si nổi lên, thì bây giờ bắt đầu thu hút những điều không tích cực tới rồi. Giờ cách chuyển hóa là gì? Chuyển hóa cái tâm thức của mình ngay lập tức, chuyển hóa cái cảm xúc của mình ngay lập tức. Chẳng hạn gì, tập trung vào những điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn, tập trung vào những điều mà mình gọi là những điều tốt đẹp mình đã được nhận trong ngày hôm nay. Chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp thôi, thì Diễm nói với các anh chị rằng là những cái sự kiện nào mà không có tích cực nó chuẩn bị đến với mình thì nó sẽ bắt đầu được đẩy ra xa mình. Mọi thứ sẽ được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng rất là tuyệt vời luôn các anh chị nha. Và trong hơn những năm qua Diễm đã ứng dụng điều này rất là nhiều. Diễm nói các anh chị rằng là đôi khi á, trong cái công việc Diễm cũng kinh doanh á, đôi khi thì Diễm cũng chưa có được kỷ luật trong cái việc đó, là mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn á. Thời gian cái mình hay gọi là không có nhớ cái việc đó là mình phải nuôi dưỡng lòng biết ơn. Khi mình bị tập trung vào những cái vấn đề lúc nào mình không có hay, khi mình tập trung vào những cái vấn đề mình cảm xúc không tích cực thì sao ạ? Thì bắt đầu mình thu hút những điều không 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 có tốt đẹp tới. Nên là chỉ cần là mình nhìn thấy cái dấu hiệu thôi, cái dấu hiệu rồi biết sao dạo này công việc nó không được thuận lợi lắm đúng không ạ, tâm trạng của mình không được vui, hay có những cái điều không có được thuận lợi là Diễm biết ngay. Nên là mình cần phải lấy cái kim bài ra sử dụng, chuyển hóa liền. Hai các anh chị chuyển hóa bằng cách tập trung vào những điều mình biết ơn. Mình ghi lại, mình ghi tối rất là nghiêm túc trong cái việc đó là sử dụng hòn đá nhiệm màu, nó cũng là một cái phương pháp các anh chị để huấn luyện lại tiềm thức của mình. Các anh chị đang là người chủ đúng không ạ? Và các anh chị phải tập huấn luyện tiềm thức của mình. Tiềm thức của mình nó giống như là một cái con voi rừng hay con bò rừng đó các anh chị. Trời ơi, nó có một sức mạnh rất là phi thường, nhưng mà mình phải huấn luyện. Giờ con voi rừng như bò rừng to, tối ngày nó ở trong rừng thôi, nó đâu có biết gì, nó chỉ biết ủi thôi đúng không ạ? Giờ các anh chị mong muốn là sử dụng cái sức mạnh thì các anh chị phải gọi là mình phải rèn luyện, phải huấn luyện dần dần mới nghe lời, y chang như vậy. Có một số các anh chị hay hỏi Diễm rằng là Diễm ơi sao chị ứng dụng, chị mời đôi khi là chị có những cái suy nghĩ không tích cực, giờ sao em? Thì có làm sao đâu, đang huấn luyện mà, đang huấn luyện, mình mới ban đầu huấn luyện thì làm sao mà tiềm thức của mình nghe lời mình được.
Đúng không các anh chị? Thông qua cái việc là sao mà mình phải kỷ luật trong cái việc đó là mình đều đặn liên tục mỗi ngày cho nó thành thói quen đã, thì từ từ mới vô nếp được, mới vô nề vô nếp được cái chị nha. Nên là các anh chị khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì các anh chị biết rằng là câu lạc bộ đang giúp cho các anh chị mình huấn luyện lại tiềm thức của mình, có nghĩa là con người phi thường bên trong của mình. Nên là trong cái thời gian đầu á, các anh chị phải kiên trì kiên nhẫn á, để mà huấn luyện được tiềm thức của mình có một cái thói quen mới á. À, thì các anh chị phải rất là gọi là kỷ luật, là kỷ luật là liên tục đều đặn ứng dụng những cái gì mà câu lạc bộ chia sẻ và phải ứng dụng mỗi ngày. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta đã đi qua cái hòn đá nhiệm màu. À, đây là một cái hòn đá sẽ giúp cho các anh chị huấn luyện lại tiềm thức của mình tập trung vào những điều tốt đẹp. Tại vì hồi xưa giờ là tiềm thức của mình nó hay nhiều chuyện, gọi là hay tập trung những điều không tích cực. Chẳng hạn như ví dụ như chạy ra đường thấy ai mà bu bu lại đông đông nó cũng thích dừng lại coi lắm. Diễm hồi xưa á chị, mà thấy ai mà bu lại đông đông có không, thôi thôi mình ghé mình coi coi, phải đứng sát vô có chuyện gì vậy, không mà không hết cái gì không hết, coi coi cái gì vậy, dòm 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 ha. Hồi xưa đâu có biết, mình thấy người ta đứng người ta coi hết mình cũng bay vô mình coi. À, và cái tâm trí của mình đó là hồi xưa là nó hay tập trung như không có tích cực quen. Chẳng hạn như hàng xóm không, nhà hàng xóm mà nghe gì đó phong là cũng chạy ra coi 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 nói chuyện gì này kia làm sao, mình có chuyện mình nhiều chuyện đúng không ạ, và nó quen rồi, nó quen cái việc đó là tập trung những điều không tích cực rồi. Còn còn những cái người thành công á đâu ạ, hồi xưa là Diễm với nhà, còn còn những người thành công á, mình nhìn họ mình nghĩ là trời đúng là chắc là trời sinh ra là có tài năng sẵn, sướng bà bố mẹ cho cái thứ đúng không ạ, thế này thế kia. Mà không bao giờ mình khen ngợi ai đâu, không bao giờ mình chúc mừng ai hết trơn. Những cái điều không tích cực thì mình không hớt, còn những cái điều tốt đẹp thì mình nhìn mình chán lắm, cảm xúc gì mình cũng không có ăn mừng thành công gì với ai hết trơn. Đó là cái thói quen tiềm thức của những hồi xưa. Nên là khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ mình phát hiện ra rằng là đó là những cái thói quen, nó không thể nào nó thu hút những cái điều tốt đẹp tích cực đến với cuộc đời của mình được. Nên là thành ra Diệm đã bắt đầu mình chuyển hóa cái thói quen đó thành một thói quen mới. Thói quen mới là gì ạ? Thói quen mới của Diệp ngày hôm nay đó là mình luôn luôn tập trung vào những điều tốt đẹp, tích cực, yêu thương, biết ơn. Mà và để mà các anh chị huấn luyện được tiềm thức của mình theo cái thói quen này thì các anh chị phải rất là kiên trì kiên nhẫn nha. Kiên trì kiên nhẫn, mình phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại tối trước khi đi ngủ. Vậy thì cái phương pháp là cho các anh chị sẽ chuẩn bị một cái hòn đá, ví dụ như một cái hòn đá như thế này, các anh chị có thể cầm trên lòng bàn tay như thế này, một cái hòn đá mà nó đừng có bị góc cạnh gì hết nha các anh chị nha, nó trơn tru ha. Đây, anh chị nào có kim cương cầm kim cương cũng được. Có kim cương thì cầm kim cương, có cục vàng cầm cục vàng cũng được, không thì có cục đá thì lượm cục đá cũng được. Đó. Thì bây giờ không có gì hết thì cầm cục đá cũng được, mình ra bờ sông bờ kè vậy đó, rồi mình thì lựa cái cục đá nào mà nó trơn tru một chút cầm vô nó cho nó an toàn. À, đó cái chị cầm như này tối trước khi đi ngủ. À, vậy thì để mà mình rèn luyện tiềm thức của mình là tập trung vào những điều tốt đẹp á, thì việc của các anh chị là trước khi mình lên giường đi ngủ mình hãy cầm cái hòn đá nhiệm màu của mình lên và mình giữ nó trong lòng bàn tay, mình khép cái ngón tay xung quanh nó lại và mình hãy ngẫm nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay và tìm ra cái điều tốt đẹp nhất mà bạn cảm thấy biết ơn. Sau đó hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra. Sau đó mình sẽ để hòn đá nhiệm màu lại cái chỗ cũ gần giường của mình. Như vậy là xong. Đây là cái cách mà chúng ta huấn luyện nha. Huấn luyện tiềm thức của mình tập trung những điều tốt đẹp. Đây là cái bước cơ bản đầu tiên nếu mà các anh chị mong muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, phải chuyển đổi thói quen thôi chị. Và để mà một một cái điều gì đó nó trở thành cái thói quen của mình á, không phải là ngày làm ngày không nha, lúc qua ngày á thì các anh chị làm